chị các bạn, mình là Subi đây. Tạm thời hôm nay mình sẽ không leo lên thi đấu từ chiến BC Việt Nam nữa, mà mình sẽ qua server Paladet để quay video nha. Đây là một server mình đánh giá rất là cao vì độ may mắn khi mà quay súng với các bạn ạ. Bởi vì hôm trước mình có quay skin mở bá một sức mạnh bình minh trên tay của mình đây, chỉ tôi có một chút kim cương thôi các bạn ạ. Rất là bất ngờ luôn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục có mặt bên server này là vì bên này lại mới ra một vòng quay mới mà các server khác chưa có ấy các bạn ạ. Đó chính là vòng quay Violet Ring, hay có tên tiếng Việt đó chính là vòng quay báo tố cực tím nhé các bạn. Và ở trong vòng quay này sẽ có những cái món đồ như sau, đó chính là gói báo tố cực tím nam và gói cuồng phong cực tím nữ đấy các bạn, và thêm một cái skin đó chính là G18 báo tố cực tím, một skin với hiệu khá là đẹp đấy các bạn ơi. Có con dao ở chỗ đầu súng này, ui nhìn khá là đẹp luôn đấy các bạn ạ. À, bởi vì là màu tím là màu mình khá là thích luôn, nên là chắc chắn là mình sẽ quay lại skin này khi mà nó ra mặt Việt Nam nha. Còn về chỉ số của skin này là tăng ngay tầm xa, tăng một tốc độ bắn và trừ một tốc độ bay đạn đấy các bạn ơi. Ui tăng ngay tầm xa thì khẩu G18 là khẩu mình rất là thích dùng luôn đấy các bạn ạ. À, và vào game mình sẽ dùng khẩu này để trị những thanh niên cầm 1.73 nha. Ui tăng tầm xa thì cứ đứng ở xa và bắn thôi. Và vòng quay này đi kèm theo đó là lưỡi hải báo tố cực tím với cả là ba lô tia chất cực tím nữa nha các bạn, và tia sét cực tím, dù cực tím. Ok, nói chung là mình sẽ quay được cái skin G18 báo tố cực tím này để review cho các bạn xem nha. Bởi vì là chủ yếu mình dính skin súng thôi, còn bộ đồ các thứ thì khi nào về Việt Nam review sau. A à, của mình hiện tại là đang có 69 hiệu đấy các bạn, bởi vì là hiệu này dùng chung được cho các vòng quay bên server này ấy. Ok, thì bây giờ là mình sẽ quay lấy 175 hiệu để đổi lấy skin G18 nhá. Ui rồi, server này quay rất là may mắn luôn đấy các bạn ạ. À, vừa 10 lượt đầu thôi mà trúng một cái vật phẩm này nè. Trời ơi. Vậy, ra luôn skin G18 báo tố cực tím đấy các bạn ơi. Ủa, mình vừa ngủ dậy rồi mà hay là đang mơ nhở? Mà vừa quay tới 10 lượt thứ 2 trong đã ra skin rồi đấy các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa, server Paladet quay rất là may mắn luôn đấy các bạn ạ. Và thế là có skin để review rồi. Lại còn dư một đống hiệu nữa chứ. Và cùng lúc đó là bên server này đang có skin đánh cương nè. 100 cương là mình sẽ sử dụng được skin USB đôi độc nha. Có chỉ số là chính là tăng một tầm xa và tăng một tốc độ đạn. Thì skin này chỉ số nó cũng bình thường thôi các bạn ạ. Thì tiện thể là trong video này mình sẽ review hai skin lục luôn nha các bạn ơi. Bởi vì là có trận có G18 và có trận có USB đôi các bạn ạ, chứ không có hai khẩu chung một trận ấy. Và không hiểu sao mình nhìn skin G18 bắt từ cực tím này lại thấy đẹp hơn skin G18 chinh phục với các bạn ạ. Chắc là do mình thấy cái màu của skin này trông khá là đẹp. Ok, và các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like về kênh và đừng quên bật chuông ký nhận thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì let's go thôi nào. Trận đầu tiên không có G18 rồi nên là mình sẽ tắt USB đôi trước nha. Và đây là skin USB đôi độc nha. Ủa độc nha là gì ta? Độc nha, độc răng, răng độc. Không, mình chẳng biết nữa các bạn ạ. Vậy đã biết comment cho mình biết với nha. Và đây cũng chỉ là skin được công nhận free thôi nên là chỉ số nó cũng bình thường thôi các bạn ạ. Này này, ui, tăng một tầm xa nên là nó cũng không xa quá đâu. Ok, xử một đứa rồi nè. À, hiện tại là mình đang bắn đầu rank huyền thoại các bạn ạ. À, cái này của mình là rank thách đấu nên là bắn đầu huyền thoại sẽ rất là dễ đối với mình các bạn ạ. Khá là eo trình luôn nên là chắc trận này mình sẽ chỉ bắn mỗi USB đôi thôi nha. Làm qua thử thách trên bản súng lục để xem là mình có thắng được không nha các bạn ơi. Ui rồi, ủa kill của ai vậy? À, của mình gạt luôn. Ok, mình tưởng là thanh niên kia ăn kill chứ. Nếu mà thanh niên kia ăn kill mà nó Dimitri á thì mình không gạt, mình sẽ đợi nó dậy, mình sẽ bắn nha các bạn ơi. Trời ơi, âm mưu ghê. Ok, còn được cuối cùng thôi. Đấy rồi, đấy rồi. Qua đã kill luôn chứ còn gì nữa. Chạy đâu. Này này. Úi giời ơi, tới đã sao đấy các bạn ạ. Bản danh này dễ quá. Arc BC Paladet của mình mới lên rank huyền thoại thôi các bạn ạ. Hay là cậu mình làm quả video đó chính là leo rank thách đấu server này cuối mùa không nhở? Trời ơi, hiện tại là còn tầm gần một tuần nữa là diễn ra nhiều ấy các bạn ạ. Không biết có kịp không nữa. Nếu cậu mình làm quả thách leo rank thách đấu BC này thì hãy comment cho mình biết nha. Nói chung là mình sẽ thử nha các bạn. Mà không biết là top thách đấu BC này có cao không nữa. Từ. Này nhờn. Đây nữa. Úi rồi, lại là kill của mình các bạn ạ. À, ok, hay là quả qua kill nữa nhở. Trời ơi, cầm lục tôi mà léo loạn cả team địch luôn đấy các bạn. À, nó ở bên chỗ nhà xe này các bạn ơi. Thế thanh niên này bán này. Ui, không kịp rồi. Trời ơi, suýt thì qua kill lần hai. Các bạn lấy lục không thì cho các bạn một khẩu này. Rất nhiều lục luôn. Trời ơi, mình thừa tiền quá. Ok, như mình đã nói ở đây, trận này là mình sẽ chỉ bắn USB đôi thôi nha các bạn ơi. Và để xem là mình có thắng được 4 khâu không nha. Nói chung là mới ra đầu thì còn dễ đấy. Mới ra sau là bắt đầu team địch nó có giáp các thứ rồi thì bắn nó rất là khó chết luôn đấy các bạn ạ. À. Và được cái là skin này nó tăng một tốc độ thay đạn nên là thay đạn cũng khá là nhanh. Ui, trời ơi, bên trên nó bắn đấy các bạn ơi. Bắt đầu team địch có giáp rồi nên là bắn may không hiệu ấy các bạn ạ. À. Từ có một thằng nữa ở sau cái bong keo kia và ở trên cái à, trên kia chết rồi. Đây còn thằng này thôi. Ơ kìa, chả được kill nào ấy này. Server này quay hết thật sự luôn đấy các bạn ạ. À. Chỉ 400 công thôi là mình giữ được khẩu G18 kia rồi. Nên là bây giờ bắn trận này nha để có test G18 kia nha. Hỏng lắm rồi á. Này này, ui ôi, trời ơi, kéo một đường nhưng mà không trúng viên nào luôn.
đây 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 đây. Úi giời ơi, cứ đứng lại phải là toang ngay. Trời ơi, nói chung là thằng Bồ Không khá là dễ các bạn ạ, bởi vì là eo trình quá. Úi giời ơi. Ok, đi làm quả qua cứu nữa tôi nào, nhưng mà sợ thanh niên kia là ăn mất nha. Trời ơi, đợi tí đợi tí. Không biết là kịp không ta, sợ thanh niên kia ăn mất ghê. Úi giời ơi, từ từ đây 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 đây. Ok, cân 4. Trời ơi, chỉ dùng USB đôi và chiến thắng rồi các bạn ơi. Và đây chính là skin G18 báo tố cực tím nha các bạn ơi. Úi dù ui, skin này có dao ở đầu để súng ấy các bạn ạ. Trông khá là ngầu luôn. Giá như là bây giờ súng có chức năng đặc biệt dùng được cái dao ở trên skin nhở. Kiểu như là chém được địch ấy các bạn ạ. Úi dù ui, thế lại bá đạo luôn. Làm gì mà có chuyện giá như chỉ có giá xe với thịt thôi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test từ cái độ tầm xa của skin này nha các bạn ơi. Skin này là tăng 2 tầm xa ấy các bạn ạ. Cứ đứng ở xa bắn địch thôi các bạn ạ, để xem là có hiệu quả không nha. Ủa thằng kia Sonya bị đồng đội mình ăn mất rồi. Ô kìa, gì vậy trời? Mình đi bắn thằng đi đằng sau tự nhiên. Thằng kia đi qua các bạn ạ, khổ ghê luôn á, không ai làm gì cũng bị chết luôn. Úi giời, này này, trời ơi, tăng hai tầm xa đấy nha, nên là đừng có nhờn với G18 báo tộc cực tím. Xuống xuống xuống. Ui ôi, à cái kim kia là đồng đội mình vừa ăn thì các bạn ạ. Xong bây giờ là mình lại quăng cỏ lựu đạn là thành kim của mình rồi. Thế là bây giờ mình sẽ phải cân 4, tăng ngay tầm xa mà không phải là đầu thì nó rất là yếu luôn đấy các bạn ạ. Bởi vì là skin này nó không ta sẽ thương. Được rồi, bây giờ là mình cứ ở xa để bắn thôi, không lại gần. Úi giời ơi, uầy, tăng tầm xa bắn cũng khá là ok nha. Được rồi, giống trận trước, trận này là mình sẽ chỉ dùng G18 thôi nha các bạn ơi. Và để xem là mình thắng được không nha. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi móc để bắn địch nha các bạn. Bởi vì là mình sẽ ưu tiên vào tầm xa thôi nhá. À, trên tay của mình là cái skin nữa hả mà mình vừa quay 10 lần đầu tiên ra luôn này các bạn. Có thể skin này đẹp không? Ủa, đi móc xem team địch mà toàn đồng đội mình thế này. Trời, team địch đâu rồi? À, đi trên này đấy các bạn ơi. Trời ơi, nhưng mà sao có không bắn được rồi. Nào, 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 nào. Này này. Ơ kìa, bắn bay không vào đầu chứ. Trời ơi, bị team mình ăn mất rồi các bạn ạ. Kiểu như là bắn Vinh lên lại còn bắn xe vào nước ngoài nữa, nên là mình không muốn nhường kill cho ai ấy các bạn ạ. À, mình sẽ cố gắng là ăn hết kill luôn. Này này rồi, còn một đứa nữa, còn một đứa nữa. À kia 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 các bạn ơi. Úi rồi, vai đồng đội mình chết rồi này các bạn. Ok, để mình lo. Đây, đây là phần của mình nè. Rồi bây giờ là mình sẽ đợi nó vào nha các bạn ơi. Không biết nó đang đi cứu hay là sao nhở. Bo vào rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu này các bạn ơi. Ơ kìa, vai đột quỵ luôn. Trên người mình toàn là hiệu ứng màu tím luôn đấy các bạn ạ. Trừ bộ đồ ra thôi. Trời ơi, carrot màu tím này, skin súng màu tím nữa, hãy màu tím, tím lim lim luôn. Ê, từ 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 từ. Ôi, bảo ưu tiên bắn tầm xa mình cứ lại gần nó nhờ. Trời ơi, nhưng bây giờ nó kiểu có súng to với là có dép rồi, nên là bắn vào nó khó quá các bạn ơi. Trời ơi, nó đuổi theo mình nè. Nè nè, vào đây. Ôi, mình sẽ cầm lưỡi hãy bổ nó. Ơ kìa, vội vàng thế nhờ. Trời ơi, đặt treo ẩu quá. Trận này tin nó bắn căng nha các bạn ơi. Không biết là cầm G18 có thắng nổi không nữa. Với cả là G18 thì nó tăng cái tầm xa, nhưng mà nó vẫn bắn kiểu khá là gần hơn so với khẩu USB đôi các bạn ạ. Bởi vì là USB đôi bắn tầm xa nó kiểu dễ trúng địch hơn. Còn G18 bắn tầm xa kiểu tâm cứ tỏa to ra ấy, bỏ trúng đầu ghê luôn á. Bây giờ team nó có dép hết rồi, nên là bắn G18 lâu chết nó quái. Trời ơi, nó đứng ở trong mình bắn tận chục năm chả chết nó luôn. Úi giời ơi. Ê, giờ chỉ trông cậu đồng đội thôi nha. Sự đồng đội kiểu như là vừa nói xong nó hết rồi này các bạn ơi. Bây giờ cầm kiểu tái là sao mà cân được 4 đây. Vấn đề là ra đầu cân 4 được, chứ mà các rau như này kiểu là có dép hết rồi, với cả là súng to hết rồi, nó mà kiểu leo cả lũ vào với nhau thì là sao mình cân được nhỏ. Ui. Nào bình tĩnh. Ơ kìa, đặt quả keo bóp quá. Ơ kìa, lại còn bị khựng nữa chứ. Ui ôi, nó kê đủ hướng luôn đấy các bạn ạ, không chạy được luôn. Ây chà, nó khịa các bạn ơi. Ok, ngầu thế nhở. Được rồi, bây giờ là mình sẽ không bắn G18 nữa nha các bạn ơi. Mình sẽ hẳn mua súng to luôn nha. Ừ, để cho nó biết thế nào là khịa nhá. Trời ơi, thôi, không lẽ thử thách chỉ bắn G18 nữa. Test G18 như thế chắc là đủ rồi đấy. Thì bây giờ là mình sẽ bắn đầu vào để thắng luôn nha các bạn ơi. Ừ, không nhây mấy đứa này nữa nha. Trời ơi, nhây quá, nó tưởng là mình kiểu bắn gài các bạn ạ. Hổ không cầm tim địch, nó tưởng mình là Hello Kitty các bạn ạ. Được rồi, được rồi. Nào, nào, mày qua đây. Mày qua đây. Ui ôi, đấy, quả này là mình cầm G18 là mình xong rồi đấy các bạn ạ. Nên thôi, không thử thách nữa nha. Ok, rồi. Qua đây. Cho tim địch biết thế nào là khịa nha. Tim địch nó chóc nhầm sách đầu ngầm đến từ Việt Nam rồi đấy các bạn ạ. Mà tầm này cũng hơi khó nha. Mình hết keo rồi, với cả là đồng đội mình cũng chết rồi các bạn ơi. Ui rồi. Thôi cho tiêu địch thắng round nữa nha, bởi là lật kèo đàng hoàng nè. Tầm này mà thua là nhục lắm nha, nên là mình sẽ bài đàng hoàng nha các bạn ơi. Ok, 2-3 giờ trúng căng thẳng đấy, nhưng mà phải cố gắng lật kèo lên thành 4-3. Úi dồi, sao kèo không trúng đầu đó nhờ. Đây, lần này sẽ trúng. Ok, rồi cứ xử nào là mình sẽ qua gạt nó luôn đi các bạn ơi. May mà từ bỏ đấy các bạn ạ, chứ tầm mà vẫn bắn G18 là thua từ nãy giờ rồi. Thử thách nhưng mà cũng phải biết điểm dừng. Này này. Ok, nào, chạy đâu,
chạy đâu, ơ kìa. Ui rồi, ra quyết định rồi, không để thua nha. Ok, và mình có mua gần 1.000 viên đạn G18 đấy các bạn ơi. Và tí nữa là mình sẽ dùng G18 xử lý cái đứa cuối cùng mới tiếp địch nha. Hoặc là có cơ hội ở đó mình sẽ cầm G18 ra để bắn đấy các bạn ơi. Ok, để cho tiên địch nó biết thế nào là vừa nãy mình cầm G18 và mình bị khiện. Nên là bây giờ mình sẽ dùng G18 để vả nó đấy các bạn. Team mình hẹo hết rồi, bây giờ chỉ còn mỗi mình thôi các bạn ạ. Nên là bây giờ mình sẽ làm hết luôn nha. Rồi, không thể vào cứu ở đâu hết. Nên là cứ từ từ thôi các bạn ạ. Sao bên nó có một đứa nốc kìa, là sao? Này này, ui ôi, bên nó có một đứa ra boy sao ấy các bạn ạ? Vãi hò luôn, đầu hàng sớm luôn à. Rồi, còn đứa cuối thôi. Từ từ, bây giờ là mình sẽ bắn nó yếu bằng Ska. Sau đó là mình sẽ cầm G18 lên để bắn nó nha. Ok, kết liễu là bằng G18 đấy các bạn ơi. Được rồi, thò mặt ra đây. Úi rồi, ok, thằng nào khịa nhờ. Này này, thắng rồi các bạn ơi. À, với cả là tin nó mặc đồ giống nhau quá nên là mình không nhớ thằng nào khịa luôn. Ok, và chắc là video này mình sẽ dừng lại đây nha các bạn ơi. Và nếu thích của mình đừng quên để lại cho mình xin một like về kênh và đừng quên bấm chuông ký nhận thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì bye bye.